chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chuẩn bị khai trương trung tâm báo chí phục vụ Đại hội 13 của Đảng. Gần 570 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư vào Bắc Giang. Đồng bào Mông ở Tà Xu, Sơn La đón Tết cổ truyền. Lạng Sơn phát hiện nhiều công dân nhập cảnh trái phép. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cùng Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đã kiểm tra việc hoàn thiện cơ sở vật chất của Trung tâm Báo chí tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để chuẩn bị khai trương vào ngày 22 tháng 1. Tính đến thời điểm này, việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội cơ bản đã hoàn thành. Các thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền sẽ hoàn thiện việc lắp đặt trong 1-2 ngày nữa, đảm bảo chất lượng đường truyền để kết nối với các cổng thông tin. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã ban hành quy chế về hoạt động của Trung tâm Báo chí, quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên trong quá trình tác nghiệp, phỏng vấn, ghi hình, lấy thông tin, hình ảnh, dự họp báo. Đến nay đã có gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước, hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí, phục vụ đại hội. Hơn 60 phóng viên đăng ký theo dõi, đưa tin về đại hội bằng hình thức trực tuyến. Các phóng viên tham gia tác nghiệp tại đại hội sẽ được xét nghiệm COVID-19. Phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí khu vực Hà Nội dự kiến tác nghiệp tại Đại hội Đảng 13 đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 lần thứ nhất. Đây là quy định bắt buộc của Tiểu ban Y tế về xét nghiệm COVID-19 đối với các đại biểu dự đại hội, khách mời, người tham gia phục vụ đại hội và phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Xét nghiệm COVID-19 sẽ được lấy lần 2. Sau ngày hôm nay, các phóng viên, biên tập viên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 vào ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 1, tức 2 ngày trước khi diễn ra đại hội. Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội lần thứ 13 cho biết sẽ chỉ cấp thẻ tác nghiệp tại Đại hội lần thứ 13 cho những phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị tổ chức triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại tại Hà Nội. Đây là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, niềm tin, lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam. Triển lãm được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, không gian được bài trí công phu. Nội dung trung tâm là triển lãm ảnh, tư liệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thu hút người xem là những hình ảnh về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng củng cố chính quyền cách mạng và trong hai cuộc kháng chiến đã vượt qua thử thách để vừa lãnh đạo nhân dân, vừa kháng chiến kiên quốc và tiến lên thắng lợi cuối cùng. Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày những hình ảnh đặc biệt về các kỳ đại hội Đảng. Muốn tập trung nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương thì quân đội ta đã từng bước trưởng thành và không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng trung thành tuyệt đối bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân. Trong đó thì có những cái tài liệu hiện vật gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua cái bộ ảnh này là thể hiện được cái sự lớn mạnh của đất nước, mà cái đó là cái vai trò lãnh đạo của Đảng. Thì thực ra mà nói, nhìn vào cái bức ảnh, từng bức ảnh thì chúng ta thấy được từng giai đoạn của đất nước. Và đến cái giai đoạn cuối thì về quân sự phải nói là Việt Nam là một nước tiến vượt bậc. Với nhiều hình ảnh tư liệu lịch sử đặc biệt giá trị, triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại thêm một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, cùng những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 24 tháng 1. Những ngày gần đây, giá lợn hơi tại một số địa phương có xu hướng tăng lên, nhiều người lo ngại nguy cơ sốt giá thực phẩm dịp Tết. Tuy nhiên, kiểm tra tại các địa phương mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định nguồn cung thực phẩm cho Tết rất dồi dào và sẽ không xảy ra tăng giá do khan hiếm hàng hóa. Kiểm tra tại nhiều cơ sở sản xuất, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định thực phẩm cho Tết rất dồi dào, sẽ không xảy ra sốt giá do khan hiếm nguồn cung. Cụ thể, cả nước có hơn 3,4 triệu tấn thịt lợn, 1,45 triệu tấn thịt gia cầm, gần 15 tỷ quả trứng, 1,1 triệu tấn sữa, 8,4 triệu tấn thủy sản,
và hơn 18 triệu tấn rau quả các loại. Phải nói là cái nguồn cung cấp cho cả năm cũng như chuẩn bị cho Tết là tương đối chu đáo và cơ bản là đáp ứng đủ cái nhu cầu trong dịp Tết nếu tăng từ 5 đến 15%. Và nhiều tỉnh thành, đặc biệt như Hà Nội, đều khẳng định là có thể đủ năng lực để đảm bảo ổn định cái nguồn cung và cái giá ở trên thị trường. Hiện giá lợn tại các nước xung quanh đang ở mức cao, cao gấp 1,5 đến 1,7 lần giá lợn Việt Nam. Do vậy, một trong những giải pháp kiểm soát bình ổn giá dịp Tết là các cơ quan chức năng cần vào cuộc ngăn chặn thẩm lậu lợn qua biên giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký gần 570 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 2 dự án thực hiện tại khu công nghiệp Quang Châu, gồm dự án nhà máy Fukang Technology của nhà đầu tư Foshop Singapore, sản xuất gia công máy tính bảng và máy tính sách tay có vốn đăng ký 270 triệu đô la Mỹ. Dự án công nghệ tế bào quang điện của nhà đầu tư Jasola Hồng Kông, Trung Quốc sản xuất tấm tế bào quang điện có vốn đăng ký là 210 triệu đô la Mỹ. 2 dự án còn lại thực hiện tại khu công nghiệp Hòa Phú gồm nhà máy Raisan New Material Việt Nam có vốn đăng ký là 75 triệu đô la Mỹ và máy Cody New Material Việt Nam có vốn đăng ký là 6 triệu đô la Mỹ của nhà đầu tư Raisan Singapore. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định tỉnh Bắc Giang sẽ cung cấp hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ tốt nhất có thể đối với nhà đầu tư, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật, đặc biệt là giải quyết các thủ tục hành chính liên quan như đăng ký doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng để nhà đầu tư sớm triển khai dự án và đi vào sản xuất ổn định. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường về các loại cây cảnh trang trí vào dịp Tết, nhiều hộ dân ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tích cực học hỏi, chuyển đổi các diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng đào mà lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay các vườn đào tại huyện Kim Động tập trung nhiều ở xã Đồng Thanh, Phú Thịnh với trên 30 nhà vườn, diện tích trên 15 mẫu. Nhiều gia đình có quy mô lớn với số lượng lên đến hàng trăm gốc đào lâu năm cho giá trị kinh tế cao như gia đình ông Nguyễn Văn Ký ở thôn Công Luận, xã Đồng Thanh, anh Nguyễn Xuân Quyền ở xã Phú Thịnh. Theo người dân trồng đào cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, nắng ấm và thời điểm tuốt lá và lạnh hơn lúc nở hoa nên cây đào phát triển tốt, dự kiến hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, các công đoạn chăm sóc như vẽ lá, tỉa cành, uốn dáng cây đều đã được hoàn thành. Đào được đánh lên chậu để chuẩn bị vận chuyển đến các chợ hoa, phục vụ nhu cầu chơi cây dịp Tết của người dân. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn đem lại những trải nghiệm mới cho người dân và du khách khi đến với Đà Lạt Lâm Đồng, nông trại cừu và làng nấm Đà Lạt đã đầu tư không chỉ về không gian, tạo những điểm check-in độc đáo mà còn rất chú trọng vào chất lượng sản phẩm nông sản sạch, đặc trưng của địa phương. Không cần phải đến tận Phan Phan, nơi có những đồng cừu rộng lớn, chỉ cần ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, du khách cũng có được những trải nghiệm tuyệt vời với loài động vật này. Thắc mắc, mình tìm hiểu thử, xem thử, cũng rất là thơ mộng, có hoa, có hồ, có cừu, có điểm vui chơi cũng hợp lý. Cũng trên cung đường Cam Ly, thôn Mang Linh, hướng về khu vực trường cao đẳng du lịch Đà Lạt, còn có một trang trại nấm được bắt đầu đón khách từ cuối năm 2019. Sau hơn 7 năm tìm tòi, học hỏi của chủ trang trại để xây dựng hoàn chỉnh một trang trại rộng khoảng 7 hectare, làng nấm thu nhập những phần phụ của ngành công nghiệp như bã mía, sợi và xăm bào cao su và ủ bằng công nghệ lên men của Nhật để cho ra một loại dinh dưỡng tốt cho cây nấm. Trong thời gian hoạt động thì công ty chúng tôi có tiếp đón những đối tác, người quen đến có trải nghiệm là tham quan và hái nấm. Thì mọi người có cảm giác rất là thích thú. Thì từ đấy mà công ty quyết định là mở rộng cái mô hình này ra với cộng đồng để tất cả mọi người có thể có được những cái trải nghiệm thú vị như vậy. Tích của trang trại để thiết kế thành những không gian đặc sắc phục vụ khách tham quan. Tại đây, du khách sẽ được giới thiệu công đoạn trong 11 loại nấm như nấm hương, hồng chi, linh chi, tú chân, mỡ, bào ngư trắng, notaki, hoàng kim, hầu thủ, hồng ngọc và nấm mèo từ trộn đất, ủ đất, cấy meo, vòng đời sinh trưởng cho đến thu hoạch.
Hôm nay thì em đã đến được 3 địa điểm là làng hoa Vạn Thành, Hầm Ruộng Vĩnh Tiến và Trại Nấm. Thì địa điểm mà em thích nhất hiện tại là Trại Nấm nè. Em cảm thấy những cái nấm ở đây trồng rất là sạch, nguyên liệu từ tự nhiên. Thì em nghĩ là em cũng sẽ mua về một ít quà để cho gia đình. Câu chuyện từ những nông trại là những câu chuyện cụ thể gắn với nền tảng nông nghiệp và ý tưởng được xây dựng từ chính những con người yêu Đà Lạt, với mong muốn gìn giữ môi trường và quý trọng sản phẩm do mình tạo ra. Chính những điều đó đã góp phần cho thành phố hoa ngày một thu hút du khách. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định các xã thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành. Cụ thể, các xã thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến khi quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực. Đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mộc Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung đón Tết cổ truyền sớm hơn Tết Nguyên đán một tháng. Trong những ngày này, người Mông ở Tà Số, xã Trường Hắc, huyện Mộc Châu đang rộn ràng đón Tết trong niềm hân hoan và hy vọng vào năm mới sẽ trở thành điểm du lịch cộng đồng, tiêu biểu và cuộc sống của người dân sẽ ngày càng ấm no hạnh phúc hơn. Những nếp nhà của đồng bào dân tộc Mông ở Tà Số, xã Trường Hắc nép mình, lẩn khuất trong những vườn đào, vườn mận, trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn khi Tết đến xuân về. Với truyền thống văn hóa đặc trưng riêng trong đời sống sản xuất văn hóa, thì Tết của đồng bào dân tộc Mông có những nét độc đáo rất riêng. Tết của người Mông không cỗ bàn ê chề nhưng tình cảm. Đến Tết, cả nhà sẽ quây quần cùng nhau sửa soạn những món ăn cổ truyền để đãi khách. Người Mông quan niệm rằng vạn vật hữu linh nên họ dùng giấy dán vào các vận dụng, công cụ lao động, với ý nghĩa rằng cuối năm các vật dụng này cũng cần phải được nghỉ ngơi như con người sau một năm lao động vất vả. Các cụ đó truyền là khi ông cụ là mình đi làm thường xuyên trong năm ấy thì phải có giấm giấy về để cho phục vụ gám cho mình ấy, thì nó phải để đặt ở đấy để giấm giấy và cho nó phục vụ cho gia đình, cho nó năm sau đi làm cho nó may mắn hơn, tương lai làm cho nó sâu hơn, đảm bảo hơn là được năm suất hơn. Vào ngày Tết cũng là dịp để người Mông vui chơi sau một năm lao động vất vả. Những ngày này thì tất cả mọi người đều tập trung ở sân nhà văn hóa bản. Người thì chơi các môn thể thao hiện đại như đá bóng, bóng chuyền. Có người lại thích những trò chơi dân gian như đánh tu lu. Những chàng trai cô gái đang độ tuổi hẹn hò thì múa hát, nhảy khèn, trao nhau ánh mắt nụ cười và tình cảm trong tiếng khèn, tiếng sáo dìu dặt của mùa xuân cao nguyên. Thì cũng mong là năm mới thì cũng ở trên này cũng triển khai cái du lịch cộng đồng, thì mọi người sẽ cố gắng để làm tốt hơn cái nhiệm vụ của mình và nâng cao cái tinh thần của mình để đưa cái bản làng của mình trở thành một cái bản du lịch cộng đồng nó tốt đẹp hơn ạ. Đón Tết năm nay, đời sống của người dân ở Tà Số ngày càng khấm khá hơn. Hiện nay đường lên Tà Số đã được bê tông hóa, việc giao thương buôn bán nông sản trở nên thuận tiện hơn, nên kinh tế của bản cũng có bước phát triển mới. Đặc biệt, Tà Số được huyện Mộc Châu chọn làm điểm để phát triển du lịch cộng đồng dân tộc Mông. Chính vì vậy, đồng bào Mông ở Tà Số đón Tết trong một tâm thế mới, quyết tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để làm du lịch cộng đồng tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Năm nay là về có dự án cho bản làm cái du lịch cộng đồng ấy, thì năm nay thì cũng thấy là cũng đông khách cũng đến để thăm hỏi và cũng đi tham quan nhiều, và cũng đang chuẩn bị làm tinh thần có mấy hộ cũng đang chuẩn bị làm con dệt tay để mà đón khách. Cùng với sự quan tâm đầy ý nghĩa và thiết thực của cấp ủy, chính quyền huyện Mộc Châu, thì mỗi người dân ở Tà Số, xã Trường Hắc đang tích cực thực hiện những điều ước của mùa xuân, với hy vọng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thời gian qua, ô nhiễm không khí tại nhiều địa phương trên toàn quốc vẫn có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, mức độ, nhất là tại các thành phố lớn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và sức khỏe cộng đồng. Nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, giảm thiểu tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình, nhiệm vụ về quản lý chất lượng không khí. Từ nay cho đến giữa năm 2021, cần thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá tình hình chấp hành luật pháp về kiểm soát bụi, khí thải tại các cơ sở công nghiệp, hoạt động giao thông, xây dựng thuộc phạm vi quản lý, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét tạm đình chỉ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Là hợp tác xã môi trường đầu tiên được thành lập ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, qua 2 năm hoạt động, hợp tác xã môi trường Đoàn Đào đã phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể vào việc cải thiện môi trường sống của địa phương. 2 năm trước đây, dọc quốc lộ 38B, đoạn qua xã Đoàn Đào, tồn tại nhiều điểm tập kết rác tự phát và xe thu gom rác để ven đường lâu ngày, không vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, kể từ tháng 10 năm 2018, khi hợp tác xã môi trường Đoàn Đào được thành lập và đi vào hoạt động, tình trạng này đã được giải quyết. Trên đoạn đường này, ngày nào rác cũng được thu gom vận chuyển đi. Với các tuyến đường trong khu dân cư, mỗi tuần hợp tác xã thu gom từ 2 đến 4 lần, theo đúng ngày đã thống nhất với người dân. Ngày xưa thì rác thì cứ đánh đống thì không được thu gom, nhưng đến hiện bây giờ người dân cứ cho vào túi ni lông bọc gọn để ra cho đầu đường, thì cứ chiều đến thì là người ta đi thu gom. Cái môi trường sống bây giờ là rất là sạch sẽ, nên mọi người ý thức rất là cao và không có chuyện rác thải ni lông bay vào tận cửa nữa thôi. Tư nhân người ta thành lập nên người ta làm thì nó đúng trách nhiệm hơn. So sánh mấy cái rác thải của những năm trước thì khác nhau nhiều lắm. Bây giờ là coi các vị làm là rất chi là sạch sẽ gọn gàng. Nói chung là môi trường của hiện tại này nhìn nhận nên là nó rất là tốt. Hợp tác xã môi trường Đoàn Đào hiện đảm nhận việc thu gom vận chuyển rác thải của 6 khu dân cư với 10.000 nhân khẩu trên địa bàn xã Đoàn Đào. Chỉ với 5 công nhân, trung bình mỗi ngày hợp tác xã thu gom vận chuyển khoảng 2 tấn rác thải. Với số tiền phí dịch vụ môi trường, thu từ mỗi khẩu là 3.000 đồng một tháng theo đúng quy định. Từ khi thành lập đến nay, hợp tác xã đã thực hiện tự chủ, nỗ lực góp phần cải thiện môi trường sống của địa phương. Chính quyền xã Đoàn Đào không phải đầu tư ngân sách, phương tiện và trang thiết bị. Chúng tôi xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và làm nỗ lực ngày đêm dọn ký sạch hết những cái bãi rác phát sinh của mọi nơi. Thế và sau đó là chúng tôi phân ra là cứ đều đặn nhặt sạch sẽ để nó không ô nhiễm môi trường cho cộng đồng. Làm cái dịch vụ môi trường này tất nhiên nó rất là mới và cái nguồn thu thì nó rất là thấp, nhưng mà mình cũng rất là tâm huyết và rất là mong muốn là từng ngày một mình sẽ bỏ thêm cái thời gian, bỏ thêm cái nguồn lực của mình để nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Thứ nhất là thu gom rác thải cũng như là các cái trang thiết bị để cho mọi thứ nó tốt hơn. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên hợp tác xã môi trường Đoàn Đào và những cải thiện đáng kể trong môi trường sống ở địa phương này đã cho thấy hiệu quả từ việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để huy động và giữ chân khu vực kinh tế tập thể trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói riêng và dịch vụ công ích nói chung, các cấp chính quyền địa phương cần xây dựng chính sách hỗ trợ về vốn để các hợp tác xã đầu tư công nghệ mới và nâng cao thu nhập cho những người trực tiếp làm công tác bảo vệ môi trường. Tổng cục Thuế cho biết hiện số thu từ hoạt động thương mại điện tử của các tổ chức cá nhân như Facebook, YouTube, Google trong nước khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Năm 2020 hiện chưa có số thu chính thức, song số thu này có thể trên mức thu của năm 2019. Hiện chưa có số thu chính thức, song số thu này có thể trên mức thu của năm 2019. Tuy nhiên, ngành thuế cho rằng hiện còn lại rất nhiều đối tượng lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để trốn tránh nộp thuế. Nhằm tăng cường quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cơ quan thuế sẽ tổ chức rà soát trường hợp gian lận có thể bị khởi tố. Đồn biên phòng Ban Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phát hiện và kịp thời thu dung 23 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở về Việt Nam. Những người này nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 1193 thuộc xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, bị tổ công tác đồn biên phòng Ba Sơn tuần tra phát hiện vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1. Đây là những công dân thường trú tại nhiều tỉnh thành phố từ Cao Bằng đến Quảng Bình đã sang Trung Quốc làm thuê, nay đến dịp cuối năm nên nhập cảnh trái phép để về quê ăn Tết. Đồn biên phòng Ba Sơn đã tiến hành các thủ tục cần thiết, bàn giao cho lực lượng y tế để đưa cách ly theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.